xuống trường sale gọi làm ha. Đi ra mày làm hàng đi Nhung ơi. Em ở. Em mà mày làm xong chưa bạn? Không, từ tối hôm qua. Vậy hả? Nó đóng hàng đi hết luôn rồi. Vậy hả? Hèn thì sáng nay nó bảo vẫn còn thiếu quần cũng còn nhiều. Quần trời ơi, tìm thấy tím sơ trong tay không rồi đã. Còn vải áo em mặc giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt vải áo cứ mặc cho em. Và nhắc lại này, còn đúng một line này nữa thôi, tối nay vì là bán ế quá nghỉ không đi không bán được các chị ơi, tối nay đi chơi, tối nay đi xài tiền nha các chị ha. Nhưng tối nay không có bán hàng được chưa? Nhàn tím 230 ok chị này, giá 100.000 một áo các chị ơi. Lấy đi. Ai lấy thì các chị chốt 230 cho em, giá 100.000 một áo. Trần Ái Vi 230 ok chị. Có 100.000 thôi mấy chế ơi. Phải áo túng mặc chị vui viễn ok này.
Ờ à, dạ đúng rồi chị Loan Trần ơi. Các chị ơi, 230 cho em giá 100.000. Các chị thấy em chụp hình lên đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn ấy. Chị nào lấy thì các chị chốt 230 cho em giá có 100 thôi các chị ơi, ngay và liền luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 230 cho em nha. Chất này là chất tơ tằm nha các chị ơi, chứ không phải là chất vải gấm đâu. Vậy mình cũng đi chơi luôn hả? Dạ, đi luôn đi chị Loan Trần ơi, kệ nó, lâu lâu mình cũng phải có thời gian đi chơi đấy chị. À, chị Hồng Hương Nguyễn vải áo tú mặc ok chị nè. Chốt đơn cho em giá 230, mã 230 là chất vải tơ tằm đấy các chị ơi, giá có 100.000 một áo thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 230 cho em. Đẹp đẹp. Đẹp lắm luôn đấy, mà thật sự bán các chị giá phải nói là siêu mềm luôn á. Dương Phú 230 ok chị nè. Dung Phù 230 ok. Trời ơi đọc phù nó ra cái kiểu gì ấy. Ai lấy thì các chị chốt 230 cho em nha. Nhung Phạm 230 ok chị nè. 230 cho em giá 100.000 một áo thôi. Các tình yêu ơi lấy ngay và liền nha. Rồi em có màu này nữa, chị nào thích lấy luôn đi. Em chưa có kịp úp hình lên luôn đây này. Chưa có kịp úp hình lên luôn á. Giá cho em 100.000 một áo luôn nha các chị nha. Giá cho em 100.000 một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 297 cho em luôn nha các chị nha. Chất vải là lụa chân nữ ấy các chị ơi. Có hai màu à, lấy đi. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Mua để dành cũng còn kịp luôn đấy chứ các chị hỉ. Nguyễn Thư 230 ok chị nè. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Em còn chưa biết em có bao nhiêu được xem nữa đây. Vải em đang mặc là chất vải lụa chị ơi. 297 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 297 cho em nè. À, Nhàn Thúy 297 ok chị nè. 297 cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 297 cho em. 100 một áo nha các tình yêu ơi. Bán một line này nữa thôi các chị. Bán được bao nhiêu thì bán nè. Làm cũng chưa có hết việc luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 297 cho em. Giá cho em 100.000 một áo. Quần mua riêng tính riêng giúp em. Khi nhân viên chốt đơn thì vui lòng nói các bạn lấy quần cho mình nhá. Rồi tiếp tục luôn. Có cái mẫu này ở đây. Sáng nay bán mà mình rất thích cái lồng ngực ghê gớm luôn. Lấy mẫu này ở đây cho chị. Mẫu này sáng nay mẹ mới mang đi may một áo xong bác. Quá xinh. Trời ơi sao mà nó xinh dữ vậy. May đầm đẹp lắm. May đầm cũng được mà mẹ ai thích phong cách khoai nhí mày áo dài là hết cái bài luôn á. Mẹ này hồi sáng tụi nó để mẹ bao nhiêu để cho cô xem con nè. Mặc quần xanh ngọc nha. Ừ quần đen. Ánh Dương 230 ok chị nè. Đưa đây cho cô. Đẹp quá. 258 cho em giá 100 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 258 cho em luôn. Vải co giãn không cần phải lót đâu các chị ơi. Không. 258 cho em giá 100 luôn. Vải co giãn không cần phải lót. May áo đầm, may áo dài, may áo kiểu, may đồ bộ. Muốn may cái gì thì may, trời đất ơi. Dạ được nha chị em Lan Nguyễn ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 258 cho em. Bích Ngọc Phan 258. Giá 100.000 một áo các chị ơi. Ngọc Trinh 258. Nhận ở ngoài là chỉ có tấm tắc thêm thôi chứ không có bao giờ chê một nét nào đâu các chị. My Fan 258. NTT 258. Hà Kim vải áo tú mặc ok chị. À, dì Bella 258. Quá đẹp quá đẹp quá đẹp các chị ơi. Quá đẹp luôn á. Sâm Lâm 258. Kim Chi Đỗ 258. 100.000 áo nha các chị ơi. 100.000 một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 258 cho em. Ngọc An 258. Em mà còn thấy đẹp nữa thì làm sao mà các chị không thấy đẹp được. Ánh Dương cho chị áo ngực size 38. Nhưng mà em đâu biết chị lấy mẫu nào đâu. Bên em có trơn và có ren. Chị lấy nào chị phải đắm rõ cho em nha. À, Lưu Thị Trúc Linh 2 áo 258 ok chị nè. Chị nào lấy thì các chị chốt 258 cho em.
Giá cho em 100 ngàn một áo chắc phải là lụa xoài các chị ơi. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và áo Tú Mặc giá 2, giá 150 nha chị ơi. Rồi tiếp mẫu này nữa, xưa nay đẹp xuất sắc nữa luôn. Mình nghĩ mà nó tiếc quá trời. Vải áo Tú Mặc giá 150 ngàn một vải áo các chị ơi. Kim Đỗ 258, đưa mẫu này cho cô luôn nhỏ ơi. Mẫu này còn đẹp nữa luôn này bác Lan. Sang quá trời quá đất luôn. Xuống đây phải chị Thanh Thúy Trần áo Tú Mặc ok chị nè. 037 mẹ đâu, đưa lại. Mẹ bị rớt. Mẹ này các chị lấy cho em là mẹ 037 nha các chị nha. 037 cho em giá 100 ngàn luôn. Lấy mẹ đây đây nhanh lên. 037 khỏe không? Thì coi ở trong cái đống phiếu đó. Hôm nãy để ở trong đó đâu. Đưa đây. Ơ Thanh Trinh áo Tú Mặc ok chị. Nguyên Thảo 037 ok. Kim Chi Đỗ 037 ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo. Lấy vậy đi Thanh ơi, để bạn xuống ngày mai là treo cái khác. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em nha. Giá cho em 100 ngàn một áo 2 mét của 1m6. Chắc phải là lụa mango co giãn không cần phải lót các chị ơi. Co giãn không cần phải lót cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em. Chị Huệ bớt phải áo Tú Mặc ok chị. Trâm Anh Nguyễn Thị 037, Mai Trần Thị 037. Nguyễn Phương 037 ok chị nè. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em. Giá cho em có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em nha các chị nha. Chia sẻ live stream cho em với thì các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chế ơi. Rồi tiếp tục mẫu này giống vải em đang mặc này. Các tối đâu có bán đâu. Ủa nhắn rồi nè. Ờ mình mà nghĩ là mình có trách nhiệm báo với các bạn. Mình đâu để các bạn đến đây cho các bạn đi về đâu. Mẹ đây. Chị Mai Bùi An 037 ok. Đây này các chị nào. Vải này là giống vải em đang mặc trên người này. Giá 150 ngàn một áo nha các chị nào. 208 cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 208 cho em. Quá trời. Trời quá đất luôn. Thôi bán bằng này thôi Thanh ơi. Bán nhiều quá tiền để đâu cho hết Thanh. 208 cho em giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 208 cho em. Bỏ vào con heo đang ngồi đây nè. Ngô Quyên 208. Mỗi ngày chị nói em, tụi em cứ treo khoảng 15 áo là bán là được rồi. Mộng Tuyết 208. Thanh Xuân 208. Linh Nguyễn 208. Mai Trần Thị 208. Mai bán tiếp treo tiếp. Chị nào lấy thì các chị chốt 208 cho em nha. Giá cho em có 150 ngàn một áo thôi. Chị An Nguyễn ok áo ngực. Ngọc An 208. An Phạm cho chị một áo mẫu mặc và một áo 208. Chị nào lấy thì các chị chốt 208 cho em nha. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Chị An Lan Nhung 208. Trâm Anh Nguyễn Thị 208. Chốt đơn các chị mình ơi, chốt đơn mẫu mới nó vừa mới giao xong đấy chị. Vừa mới giao cho em để em bán ca tối đấy. 208 là vải giống em đang mặc nha chị Bùi Thường ơi, có độ co giãn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 208 cho em. Giá cho em là 150 ngàn một áo cho các chị ơi. Đây vô cái này cho trẻ luôn, đẹp lắm chị. Trần Thị Út 208. Vải nhà em các chị đừng có lo về chất lượng. Các chị chỉ quan tâm là các chị thích mẫu nào thôi. Em dám tự tin và khẳng định với các chị luôn. Hàng em bán các chị từ khoảng giá 200 ngàn đổ xuống. Nó còn chất lượng hơn các chị mua những hàng mà gọi là mắc tiền luôn á. Mẫu này có hai mấy áo à. Rồi, ôi. Mặc mấy cái này ở ngoài nó thiệt. Cái eo nó nhỏ xíu xìu luôn đấy các chị ơi. Đẹp quá.
một áo các chị ơi, 150 nghìn một áo cho em nha các chị nhá. Cho em là 216, chị nào lấy thì các chị chốt 216 cho em. Mấy cái mùa cái này là do là mùa này là phải nói là bán chậm thôi chứ bán đắt hàng, cho nó thật xin lỗi với các chị chứ mấy cái này của em chỉ bán trong vòng 1 phút mấy chục áo, mấy chục áo luôn. 216 cho em, giá 150 nghìn một áo nha. Em Lê Nhung 216. Chị nào lấy thì các chị chốt 216 cho em nha các chị nhá. Giá cho em là 150 nghìn một áo. Đặng Mai 216. Quá đẹp. Linh Nguyễn 216. Trời ơi nó đẹp như nhung luôn đó. Nhờ. Phải nói là đẹp như nhung luôn á. Ở ngoài của nó là màu dạng như màu rêu rêu xanh cái chai á chị. Cẩm Nhung Trần 216. Cái này mùa này mặc mét mét rưỡi luôn á mà nó không hề nhăn luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 216 cho em nha. Nguyễn Dung 216. Chị nào lấy thì các chị chốt 216 cho em nha các chị ơi. Giá cho em là 150 ngàn một áo nha. Ngọc An 216. Em chỉ sợ các chị quen em rồi các chị không đi với em được lâu dài thôi, vì nó sợ tốn tiền thôi chứ còn bạn em trẻ thiếu. Chị Giáo Lê Lê 216 ok. Quá đẹp luôn đó chị ơi. Có những vị khác mà mua nhà em đến cả ngàn áo rồi mà đi chỗ khác mua rồi một hồi quay về nhà em thôi ạ. Em kể cho chị nghe, có nhiều chị bà này. Nói từ duy nhất đó là gọi là cho nó nhanh gọn lẹ đi là gọi là bom hàng nha em á chị. Rồi xong rồi đi chỗ khác mua cái một hồi về mà không được, có nghĩa là nhận vải về nó gì đó thì em không biết, xong quay trở lại mua tụi nó có chốt đầu. Chị Liễu Hoàng 216 cộng 208 ok chị. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 216 cho em nha. 208 đưa cái màu mới gieo xuống cho chị luôn. Vải xinh lắm mấy chị ơi. Nè, toàn là vải đó không đó chị. Trời ơi, ở ngoài nó đẹp luôn, ở trên live stream nhiều lắm luôn á. Cho em là giá 150 ngàn một áo nha các chị ơi. Chị Ánh Dương cho chị một áo ngực trơn, một áo ngực ren nhưng mà không có size, chị lấy gì mà lấy chị. 298 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Các chị có biết vì sao em không bán hàng thiết kế cho các chị nhiều không? Không phải là em không làm đâu các chị, mà hàng thiết kế nó thật với các chị luôn. Các chị mua càng nhiều thì càng thích, tại vì lúc nào số lượng trong nhà cũng sẽ có sẵn làm cho các chị. Còn những cái hàng này, thứ nhất là chất lượng rất là tốt, thứ hai nữa là hoa văn của nó không có phải là hàng Việt Nam làm, cho nên hoa văn của nó mặc rất là lạ. Nhưng cái quan trọng nhất là giá cả nó ok và mẫu mã của nó rất là đa dạng. Chị Ánh Dương là lấy áo ngực size 38 ok nè. Cho em là 298 nha. Giá cho em 150 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Nhiều chị cắm này lên bảo tựa lụa mango. Ôi đừng, cái nào mango là mango. Áo ngực bên em 200 ngàn một áo. Chị Đặng Mai ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Ngọc Trinh 298. Em bán em không bao giờ gọi là thao túng tâm lý các chị, hoặc là em gọi là gì nhỉ, cái câu bây giờ đang gọi là gì à, cái gì mà hay lắm kìa lại quên mất tiêu nữa rồi à, đánh chéo khái niệm có nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Giá cho em là 150 ngàn một áo. À, các chị may đầm thì các chị mua một áo thôi là đủ may một đầm rồi, còn nếu mà các chị may đồ bộ cũng thoải mái luôn, và đặc biệt nữa là vải các chị mặc không nhăn không xù trước người chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 298 cho em. Đưa thêm mẫu mới ra đây luôn đi Thanh ơi. Cái mẫu này nè, đúng với con này. Thôi cái này con này bỏ đi với chị một mẫu nó vòn, nhưng mà cái vòn nó đẹp cưng không đẹp luôn á. Chị Thu Nguyễn 298 cái đấy không phải lót. Ôi nó đẹp một cách kinh hoàng luôn á. Gọi là đẹp mà đẹp kinh hoàng á. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. Cho em là 207. Chị nào lấy thì các chị chốt 207 cho em.
Trời ơi, hết sảy con bà bảy luôn. Ừ. 207 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 207 cho em. Quá trời quá. Nó Lan đang phải nuốt xuống. 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Đang phải nuốt xuống. Nuốt xuống à, Anna Nhung 207, Phạm Như Quỳnh 207. Chị nào lấy thì các chị chốt 207 cho em. Vé cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Dạ em cảm ơn chị Vân Loan. Mai Nguyễn 207, Nghe Huynh 207, Cát Tiên 207 hai áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 207 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi, chứ không phải là bon nha các chị nha. Bon này á. Này các chị nhìn kỹ này. Đẹp chưa? Ôi ăn như thường xuống. Bùi Hường 207. Nào lấy thì các chị chốt 207 cho em. Giá cho em cũng 100 ngàn một áo luôn nha. Chị Thu Nguyễn 207. Giá cho em 100 nha các chị ơi. Tiếp luôn đi Phương Thanh ơi. Linh Nguyễn 207, Băng Phạm 207. Mẫu này là giống hôm vừa rồi em bán vào màu đen đấy. Hôm nay có màu này nè chị. Giá 150 ngàn một áo nha các chị ơi. Vải giống em đang mặc trên người. Cho em là 280. Chị nào lấy thì các chị chốt 280 cho em. Em bán cho các chị đến 6 giờ rưỡi. 7 giờ đi. Giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 280 cho em nha. Không cần phải bán nhiều, cần chất lượng. Bán nhiều xong mai trả ra cho cả đống. Khách thì chẳng gọi điện được, liên lạc trả lời 9 cái rồi cũng không thèm trả lời. Trả bốn thì luôn, nghĩ mà nó buồn hết sức. 280 cho em. Vậy mà cũng bỏ thời gian ra xem livestream được mấy tiếng đồng hồ. Công nhận nhiều chị cũng rặn thật sự luôn. 280 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 280 cho em. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Giá cho em là 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 280 cho em nha. Đưa cái đèn trắng cho chị luôn. Đen trắng có bao giờ xưa không các chị? Mà có bao giờ lỗi mốt không? Không nha. Dạ em nghe chị Vũ Minh Thảo ơi. Chị Vũ Thị Minh Thảo em nghe nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 2-3 năm cho em luôn. Ừ. Hẹn với một cái chỗ kia đầu tiên để đi thưởng thức coi, mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa là được ghé thăm một lần, cho nên hôm nay phải đi cho biết. 2-3 năm cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 2-3 năm cho em. Vũ Thị Minh Thảo 2-3 năm ok chị. Không phải là vải nhà mình không đẹp đâu, mà là chị nào cũng bảo về này, mùa này hết tiền rồi Tú ơi. Mùa này hết tiền rồi Tú ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 2-3 năm cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Hoàng Tuyết 2-3 năm 2 áo ok chị. Huệ Bích 2-3 năm. Mùa này hết tiền rồi Tú ơi. Chứ không phải là vải em không đẹp đâu. Một trăm ngàn một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 2-3 năm cho em. Là chị nghèo luôn đó hả?
235 cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 235 cho em nha các chị nha. Tóc nâu 235 ok chị. Nghĩ mà nó buồn gì đâu ấy. Tiếp đi sao? Cứ mẫu nào mới lên kèm lên kệ cho các chị mua thôi. Sao lấy cái đen kia đẹp kìa. Kim Huệ 235 ok chị. Mẫu này là lụa đấy chị. Mẫu này em đang tâm tia nó em may á. Tại vì mẫu này em có cả đen hoa đỏ nữa. Mà cái này là đen hoa xanh. Em có cả đen hoa đỏ nữa đấy. Nhìn vậy thôi chứ may lên áo dài xinh lắm luôn. Giá cho em 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Mẫu này em có hẳn hai màu luôn. Em đợt này thật sự luôn là đúng là năm nay mà không có tiền để trữ hàng là mai mốt là đến mùa là những cái này kiếm ra là hơi bị khó luôn. Lụa chị, mình hàng đẹp lắm. 252 nha. Giang Nguyễn 252 ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 252 cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo. Trần Phụng 252, Bùi Hường 252. Hoàng Tuyết 252 hai áo. Các chị ơi, hàng này em bé không có lời nhiều đâu, cho nên chị nào đã từng từ chối đơn hàng bên em rồi là bên em không có chốt đơn cho mình nữa đâu. Trâm Anh Nguyễn Thị 252. Lời 100 ngàn một cái áo thì em còn trừ hao qua chị này chị kia. Còn hàng này em bán em lời ít lắm, cho nên em xin phép từ chối là tất cả những chị nào đã từng từ chối đơn hàng bên em hay dùng từ đơn giản gọi là bom là em không có chốt nữa đâu. Có độ co giãn nha chị Quỳnh Phạm ơi. Vũ Thị Minh Thảo 252. Mai Nguyễn 252 có chưa? Trần Thị Út 252. Mai Trần Thị 252. Hương Vũ 252. Và áo em mặc giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt vải áo tú mặc nha các chị nha. Vải áo em mặc giá 150 ngàn một vải áo các chị ơi. Phương Vũ có rồi đúng không? Còn chị nào lấy thì các chị chốt 252 cho em. Vải áo tú mặc giá 150 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Cúc Trần vải áo tú mặc ok chị. Một áo nữa đúng không? 252 một áo nữa hả? Đây. Vải áo tú mặc giá 150 các chị ơi. Ôi ôi nó xinh. Nó xinh như hoa, như mộng luôn. Trời ơi, cưng xỉu. 202 cho em luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 202 cho em. Vải tú mặc có màu tối không hả? Màu này còn chưa đủ tối hả chị? Màu đỏ nô mà còn chưa đủ tối hả? Màu tối lên chỉnh màu sáng lại mưa đen. Thôi no, no. Thoa Nguyễn Thị vải áo tú mặc ok chị. Cho em là 202 nha. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 202 cho em. Quá trời quá đất. Một cốm xinh. Ôi là xinh. Nhìn cái dàn màu sáng này cũng còn đẹp chứ đừng nói tới màu tối. Chị Hương Vũ 202 ok chị. Kim Huệ 202. Vậy chứ bán cho các chị mấy hàng này các chị chưa bao giờ mắng một câu. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Chất vải là lụa xoài nha các chị nhá. Ồ nó xinh. Mấy cái này nè, chụp hình phối quần lên cho các chị là nhìn ngây ngất lòng người luôn á. Mẫu màu xanh em có màu đỏ. Các chị thấy không? Đóng. Đóng là đóng mà chị nhìn thấy không? Y chang này. Dễ thương lắm. 241 cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 241 cho em. Cho cô màu người mẫu đang mặc nghe xốp ơi. Ok chị An Phạm nè. 202 là vải lụa xoài chị ơi. Còn 241 là vải lụa nhá. Có chưa?
Vũ Thị Minh Thảo 241, Trần Phụng 241, Kim Sơn Lâm 241. Chị nào lấy thì các chị chốt 241 cho em. Giá 100.000 một áo các chị ơi. À, cận cảnh nét từng cm luôn. Lenovo 241, ok chị. Lenmi 241. Bán hàng này á, thì bán cho các chị là bán lấy thương hiệu thôi. Mà còn mấy cái mẫu này mà nhận hàng, còn bom hàng nữa là không bao giờ bán nữa. Không thể nào chịu nổi được. Với lại trừ bù lỗ như vậy được. Màu mẫu em mặc á, em có màu này. Mẫu em mặc em có màu này. Chị Hoan Nguyễn ơi, áo ngực với lại quần chip không có chốt chung với lại vải được. Không có ship chung được chị ơi. Nha. Nguyễn Tâm 241, Trần Thị Út 241, Kim Huệ 241, dì Bê Lê 241. Mẫu này các chị cho em là 296, giá 150.000 một vải áo nha. Có nghĩa là giống y chang như cái mẫu em mặc, nhưng mà màu này là màu hơi cam cam, còn em mặc ở ngoài của nó là màu đỏ đô. Giá 150.000 một áo các chị ơi, 296, chị nào lấy thì các chị chốt 296 cho em. 150.000 một áo nha các chị nha. Trần Phụng 296 2 áo. Vải này mặc rồi là nghiền ha chị ha. Đặc biệt với chị thợ may vải này, các chị may nghiền lắm. Tại vì may nó không có bị bất cứ một cái lỗi kỹ thuật nào luôn ấy. Trâm Nguyễn 296, Lan Do 296. 150.000 một áo các chị ơi. 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 296 cho em. Hàng này á, các chị biết đợt đầu tiên em bán em nhập xỉ vào không là giá đến 80.000 một mét. Thời điểm đó em bán đến 250.000 một áo là không, giờ còn có 150.000 một áo cho các chị là người ta đã giảm giá dữ lắm luôn rồi đó. Nữ hoàng vải áo tú mặc, ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 296 cho em nha. Giá cho em 100.000. Nhà em bán hàng này các chị cứ 100.000 các chị tiến lên cho em. Tiếp tục luôn đi thôi mà. Bây giờ chị cái mẫu nhí nâu này nè. Nhí nâu này nè. Trời ơi, hôm qua còn có mấy chục áo nữa thôi là cũng hết chứ bộ. Cày một hồi là cũng hết rồi. Xinh ơi là xinh. Lụa nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em luôn. Đầu tiên á, em bán mẫu em mặc này này, mà cái vải này này cách đây trước á, người ta lấy về người ta làm độc quyền đấy các chị. Trời ơi, giá của em nhập xỉ và siêu cao luôn đi. Dạ yeah, ok chế hàn. Chừng nào đám cưới vậy? 220 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em. 296 chị Hoa vô thường, ok. 220 là giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em. Mẹ đây. Mẹ đây. Nhưng mà chị phải công nhận với em là cái chất vải này là lên form áo dài mới đẹp đúng không chị? Chứ còn nếu mà đúng ngoài siêu diamond á thì chỉ có vào trơn thôi, chứ còn thiết kế thì chưa chắc lên đẹp vải nữa nha. Giá cho em 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em nha các chị nha. Nhiều chị cứ nghĩ là phải mua vải thớt là đắt tiền mặc mới đẹp. Tháng 9 á hả? Ừ còn lâu mà chị Hạnh ơi, cứ từ từ bình tĩnh mà mua. Chị nào lấy thì các chị chốt 220 cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo. Em có màu trắng hôm nay em về nhiều đẹp lắm luôn á. Hai sáu tám cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 268 cho em luôn. Giá cho em cũng 100 một áo luôn nha các chị nha. Tháng hai sáu tám chị nào lấy thì các chị chốt 268 cho em luôn. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Sương Nguyễn Thị Thu 268. Bấm
Chị nào lấy thì các chị chốt 268 cho em, vé cho em 100 các chị ơi. Chị muốn mặc một cái áo treo ở trên em ơi. Áo trắng đấy là chất vải lụa mới đấy chị ơi, 220.000 một áo cho chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt 268 cho em. Phạm Ngọc Diêm 268. Nguyễn Thị Minh 268. Đây, mẫu đợt trước Tú mặc luôn. Một trong những mẫu mà best seller nhất luôn. Bán không biết bao nhiêu áo luôn. 150.000 một áo các chị ơi. Nhưng mà màu này màu khác nha các chị nha. Màu này màu khác, màu em mặc là màu xanh. Còn cái này nền của nó là nó hơi vàng vàng đồng đồng á. 210 cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 210 cho em. Anh Phạm 296 210 cho em nha các chị nha. Giá cho em 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 210 cho em. Len do 210. Quá trời quá đất. Kim San Lam 210. Nguyễn Thị Minh 210. Chị nào lấy thì các chị chốt 210 cho em. Giá cho em là 150 các chị ơi. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Nếu các chị lấy quần siêu diamond là giá 130.000 một quần. Em mặc một đợt nha, em bán không biết bao nhiêu áo. Xong rồi về sau này nó còn lại một ít nữa. Thế là em để dành lại cái áo em mặc. Em mặc thêm một đợt nữa, giờ nó cũng hết luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 210 cho em. Lấy trắng là được ta. 220.000 một áo các chị ơi. Mà phải công nhận là cái mình hàng rất là đẹp luôn. Cái mình hàng to tầm này. Đẹp cực kỳ. 245 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 245 cho em luôn. Giá cho em là 220.000 một áo. Đây, 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 đây. Mẹ ơi, mẹ đây. Rồi mẹ, tối nay mẹ cho bé đi chơi nha. Đừng có nói tí nữa, sao mẹ về tới nhà cái mẹ nằm võng luôn là mẹ lười á. Hai trăm hai mươi nghìn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 245 cho em. Trời ơi sang lắm, rất là sang và rất là trẻ trung và rất là đẹp luôn. Mặc luôn là một áo là thiết kế của nhà Tú, là thật sự luôn, là mặc là nghiền luôn á. Về tới nhà mà nhìn thấy cái võng cái rồi là giống như chân ái cuộc đời, là không còn muốn bảy cái người đi đâu nữa. Thứ tư hả? Tư hả chị? Biết có làm kịp chưa, nhưng mà chắc chắn nó sẽ làm cho chị sớm nhất nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 245 cho em nha. Giá cho em là 220.000 một áo các chị ơi. Chiều đến gì? Chiều đến nó bán hàng cho các chị hay lắm. Chị Tú Trương 245. Chị Makuro 245 3 áo. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị ơi. Hàng thiết kế bên nhà Tú. 220.000 một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 245 cho em. Tiện em lên luôn cho chị. Chả có nhiều đâu, em còn có bằng này em làm em bán thôi, chứ đâu có nhiều đâu, hết rồi, hết vải luôn rồi. Kim Huệ 245. 220.000 một áo nha các chị ơi. 220.000 một áo. Còn vải trơn ăn Kim Thái Tuấn không? Dạ có đủ màu nha chị Mỹ Duyên ơi. Anh Nguyễn áo Tú mặc ok chị. 211 cho em luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 211 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị nha. Vân Thi 211. Đây. Chị nào lấy thì các chị chốt 211 cho em. Này em cho các chị xem cái vân vải của nhà em này. Kiếm không có người thứ hai có đâu nha. Không có người thứ hai có đâu các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 211 cho em. 220.000 một áo nha các chị ơi. Các chị lấy mẫu nào thì các chị cầm lên cho em cho các chị lấy chị. Quá đẹp.
Cô lấy hai áo bằng giá tiền là cái gì không biết luôn á, biết tặng cái gì luôn á, thua luôn. Comment kiểu đó là chị không dịch được. Mẫu này các chị cho em là 257 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 257 cho em luôn. Kim Chi 211, Trúc Mai 211, 257 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 257 cho em. Mẫu này mà các chị mặc thêm cái quần màu hồng dâu nữa là best seller luôn đấy nha. 257 cho em, giá 220. Chị nào lấy thì các chị chốt 257 cho em. À, 296 và 208. Chị, cô An phải mất đo lại cái mã của cô đi. Rồi bây giờ tới mã 208 nữa. Ôi trời ơi, sao mà nó đẹp thế. 220 nghìn một áo các chị ơi, 237. Chị nào lấy thì các chị chốt 237 cho em luôn. Giá cho em là 220 nghìn một áo, hàng thiết kế nha các chị ơi. Cái này mà mặc với cái quần màu cam sữa hoặc là quần màu trắng hay quần màu nâu mà may cổ thuyền nha. Ta nói nó trắng bóc bọc bọc luôn á. 237 cho em, giá 220 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 237 cho em luôn nha. Em lên hết luôn á. Chị nào lấy thì thấy nào thì lấy. Không thì các chị chụp hình lại, các chị nhắn tin cho mấy bạn lấy cho mình. Mà mấy bạn lấy cho mình, mấy bạn tính hai giá 250 là ráng chịu đó nha. Nguyễn Thị Minh 247, Lan Do 247, Trần Thị Út 337 có không? Không có 337 nha chị Trần Thị Út ơi. Nguyễn Thị Minh 237. Nguyễn Thị Minh 237 rồi, 247. Có 247 không? Ok. Hồng cắm sen, hoa sen. 228 luôn nào. Chị nào lấy thì các chị chốt 228 cho em luôn. Giá cho em là 220 ngàn một áo nha các chị ơi. Hàng này là làm vì niềm đam mê cho các chị thôi. Chiều đến cho nó xuống cái tiệm nó chơi tí là nó về cùng với mẹ luôn đấy chị ơi. Các chị ơi, cái mẫu này á, ở ngoài á, nó y chang như các chị đi vẽ nghệ thuật luôn á. Trời ơi, nó đẹp cực kỳ. 220 ngàn một áo cho em nha các chị nha. 213 213 cho em, giá 220. Chị nào lấy thì các chị chốt 213. Ừ. 213 cho em, giá 220 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 213 cho em. 237 là một kem á chị. Yeah. 237 là một kem nha chị ơi. Rồi tiếp tục nào. Mẫu này còn mà đúng không? Mẫu này là chất vải lụa chị. Giống cái chất vải lụa chấm bi á, em sale cho giá 100 ngàn luôn. Chị Trần Thị Út 213. 278 này em sale các chị giá 100 ngàn một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 278 cho em. Biết là còn không cần phải lấy ra đâu Than ơi. Tí nó lấy sau cũng được mà, mấy đứa này nó biết mà. Trời ơi, bà cười dữ thần ơn vậy nè chàng. 278 là em sale cho các chị giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 278 cho em luôn. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. Các chị ơi, cho dù vải 100 ngàn hay là vải sale, các chị mua hàng thì các chị vui lòng mua và đổi khí giúp em.
mua rồi xẻ ra ngày mai các bạn in ra là mình không có được chốt đâu. Hoa vô thường 237 có chưa? Trần Thị Út 213 có rồi đúng không? Hương Vũ 278. Trần Thị Út cho số điện thoại. Chị Tú Trương 237. Mày phải để mẽ ở đây cho chị nhìn thấy chứ, mày để ở dưới kia làm sao chị nhìn thấy được mấy thứ này? Ơ à, cái con bấm phiếu thì liên quan gì tới đâu mà tự nhiên mà đi bỏ xuống dưới đó. Trời ơi là trời, chị đi bỏ xuống đằng tay thì cố độ chị mày cũng không có nhìn thấy đâu. Mẫu này nữa nè, hôm nay xuất hiện trên cái mẫu này nữa nè. Ôi nó đẹp tuyệt vời, ông mặt trời, ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dậy em đêm trường. Thanh Nguyên xem à, xem tí chị xem lại like giúp em đi chị ơi, em không có like tới like lui like xuôi like ngược nữa đâu trời, tí nữa chị xem lại live stream giúp em nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 236 cho em nè. À xin lỗi, 226. 226 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 226. Thoa Nguyễn Thị 226. Trần Thị Út 226. Mai Trần Thị và áo xuống mặt. Chị nào lấy thì các chị chốt 226 cho em. Chất vải này á là chất vải gọi là mình hàng lụa Mỹ hay gọi là tơ cát á. Nó mềm, nó mượt và nó không phải là lụa mango nha. Sương Nguyễn Thị Thu 226. Trâm Nguyễn 226. Mai Nguyễn 226. Chị nào lấy thì các chị chốt 226 cho em. Jessica V 226. Hồng Dung vải áo Tú Mặc. Thanh Hà Nguyễn 226. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Vải này lâu lâu mới có một lần với cái cơ hội mà mua được giá này nha. Còn bình thường vải này bán ra là giá 150 ngàn một áo. Bên em có phi chương trình miễn phí ship đấy chị Nguyễn Thị Út đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt 226 cho em. Ghé cho em là 100 nha các chị nha. Mua nhiều à? Nhiều là nhiều bao nhiêu chị? Vương Bảo Thi 226. Mẫu này hồi chiều có thì em đưa sau cho chị kìa. Phan Thiên 226, Tuyết Nguyễn 226. Mã này các chị chốt cho em là mã 250 nha. Trần Thị Liên Hương 226. Mã này các chị chốt cho em là mã 250. Kim Loan Lưu Thị in ra mai kiểm tra đơn hàng rồi. 250 cho em giá 100. Thu Hương Lưu 226. Vải áo Tú Mặc là chất vải lụa có độ co giãn chị ơi. 250 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 250. Lâu lâu mới có một cái mẫu mà màu trắng mà hoa nhí nhí mà nó xinh như vậy mà các chị không lấy là trời. Nghĩ làm sao vậy chàng. 250 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 250 cho em. Chị Anh Nhung chưa cũng mua 2 cái, chiều mua 2 cái, tối mua 2 cái, tính vào ngày muốn chục của nhà chứ đâu có ít đâu. Tính ra thì ngày cũng cả chục chứ đâu có ít đâu. Màu xanh lục và màu tím nhạt, không biết màu xanh lục là màu gì mà cũng chả biết màu tím nhạt là màu gì luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 250 cho em các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo, còn để bán theo yêu cầu của các chị để lấy hàng cho các chị thì em xin phép là không có bán được. Ồ các chị tưởng tượng đi, chị nào chưa từng ghé cái shop của em thôi, chứ nếu chị nào đã từng ghé cái shop của em thì các chị mới biết được cái khối lượng công việc của em làm nó như thế nào. Và vải nhà em nó lớn như thế nào và nó nhiều như thế nào. Cho nên để chạy đi lấy cho chị được, thay vì em bán cho chị một, em bán cho một mình chị thì đến phải đến mấy trăm chị đang ngồi đợi để mà có thể lấy được cái đấy. Cho nên là cái đó thì nếu như vậy thì em đã chụp hình em post lên cho chị thấy màu nào thích thì chị mua rồi.
còn đặc biệt live stream thì không bán theo yêu cầu cá nhân của mình được nha. Dương Thị Thanh Thủy 207. Ủa vừa cắt đi rồi thì chế. Chị nào lấy thì các chị chốt 250 cho em nha. Cho nên là vì sao live stream là như vậy đó chị, không bán theo yêu cầu của cá nhân mà bên em soạn được hàng nào, sắp xếp được hàng nào, like lên, ướm lên, có mã số các chị cứ việc comment lên là sẽ được chốt đơn nha. Rồi tiếp tục cho chị cái mẫu này luôn. Bốn cho em luôn, giá cho em cũng 100.000 một áo luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 214 cho em luôn nha các chị nha. Còn trong những cái live stream mà em đã từng like thì các chị có thể chụp màn hình lại và các chị gửi qua cho các bạn sẽ kiểm tra cho mình nha. 214 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 214 cho em, giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Thị Bân 214, Kim San Lam 214. Lê Do 214. Chị nào lấy thì các chị chốt 214 cho em, chiều là các chị cứ căng mua hoa nhí cho em. Tại vì chiều em đứng sát màn hình lắm luôn á, cho các chị nhìn rõ được cái hoa văn á, với lại chiều em bán mấy cái hàng này cho các chị thôi. Đơn giản nhưng mà dễ mặc lắm luôn. Dương Thị Thanh Thúy 214, Trần Phụng 214. Tại vì nếu mà để mà vừa ướm vừa chốt đơn cho các chị thì phải có một bạn đọc chốt đơn, cho nên vừa ướm vừa đọc chốt đơn là không bao giờ ướm được hàng thiết kế. Lương Thị Trúc Linh 214. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 214 cho em. Nói tóm lại là những cái này cứ nhận ở ngoài đi, nó đẹp hơn trên livestream rất là nhiều, đẹp hơn sức tưởng tượng của các chị rất là nhiều. Chỉ có điều là các chị em có nhu cầu mua vải gì thôi nha các chị nha. Giá cho em 100.000 một áo. Còn hoa nhí á, bán cả 500 mẫu cũng chưa hết luôn. Trâm Nguyễn 214. Mẫu này chị nào lấy thì các chị chốt 242 cho em. 3 2 1 10 10 cho em 242, chị nào lấy thì các chị chốt 242 cho em luôn, giá cho em là 100.000 một áo luôn. Trần Phụng 242, Kim San Lam 242. Vậy chứ bán sơ sơ từ nãy giờ cũng cả mấy chục mẫu rồi đấy, cả 20 mẫu rồi đó. Yeah, em chào chị Cần Tú Lương, Thu Hương Lưu 214. Chị nào lấy thì các chị chốt 242 cho em. Nguyễn Mong Bóng 242. Chị nào chưa cho em số điện thoại nhớ cho em số điện thoại nha các chị ơi. 242 cho em, giá cho em là 100.000 một áo. Kim Chi 242. Hà Tươi Hà Trần 242. Giá cho em 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 264 cho em luôn. Các chị ơi, mấy hàng này em cam đoan các chị khỏi cần phải ướm. Các chị nhận ở ngoài nó đẹp hơn ở trên live stream và đẹp hơn sức tưởng tượng các chị rất là nhiều. Hà Trần 214 luôn. Ở dưới là 242, ở trên là 214. Nhưng mà chị vừa lấy 242 nữa. Dạ, có rồi. Có rồi hả? À, nói nhung cho chị xin địa chỉ bên em nhé. Dạ. Ý. No 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 no, tưởng địa chỉ để gửi tiền. No. Chị Minh Phượng và áo Tú Mặc ok chị. 264 cho em giá 100. 264 cho em giá 100 nha. Em cảm ơn tấm lòng của chị rất là nhiều, nhưng mà ôi chị ơi đừng mà. 264 chị nào lấy thì các chị chốt 264 cho em.
Kim chi 214. Thảo Nguyễn 214. Hà Trần 264. Dạ yeah, ok chị Trâm Anh Nguyễn Thị. Dạ yeah. Rồi kẹo cho bé con nè. Trời ơi dễ thương chưa. Trời ơi dễ thương chưa. 264 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 264 cho em nha các chị nha. Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Lụa các chị cứ mặc đi. Mặc 3 năm sau vẫn còn nhìn cái mặt chữ cẩm tú nó chằm ằm vô trong đó. Đây, đây này, đang ăn kẹo này bác này. Nguyễn Thị Minh 264. Con này ăn kẹo. Kẹo cái mỏ nó kìa. Chụp quá. Chào đầu đi. Nó đang lúa cái chi chi tu đấy. Đấy, 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 đấy. Baby chi tu 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 tu. Baby chi tu 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 tu. Xe, à, nó chỉ xe. Ở ngoài kia là xe. Con tay vào con chào bà đi. Con chào bà đi. Con đi gió bà cả nè. Con đi gió bà cả. Trời ơi. Kìa con bướm bèn. Kìa con bướm bèn. Xòe xòe đôi cánh sao, xòe đôi cánh sao, xòe đôi cánh sao, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh sao, em nhìn cái máy tay, em nhìn cái máy tay, à, bướm á hả, bướm ở đâu, 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 mẹ đọc nè, 1, 2, 3, 4. À, chị Nguyễn Thị Minh 264 có chưa? Yeah, em cảm ơn chị. 13 năm đấy các chị ơi. 13 năm với có bạn này này các chị. Kiếm được ở đâu cái này đẹp dữ vậy nhỏ. Yeah, em cảm ơn chị. Này, mày kiếm được cái này ở đâu đẹp dữ vậy? Giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi, 255 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 255 cho em. Ơ, à, chị vô đây. Trời ơi. Em cưới hả? Đi dép vào đi chị Quyên ơi. Dép vào đi. Châu Cao 255 em cưới. Hà Trần 255 hết. Đấy, học viên nhìn thấy kìa. À, Phạm Ngọc Viên 255. Thôi. Bác không đang có con gái đây. Tuyết Huyền 255. Có tí đâu. Bố đang nhà, đi nào mới đi bác. Về đi nè. Sớm vậy. 6 giờ. Không, giờ này chắc dậy rồi đấy. À, chị Kim Châu Như 255, Phương Phạm 255. Dữ quá. Trâm Anh Nguyễn Thị 255 xếp luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 255 cho em nha. 255 thì có chứa thì Kim rồi. Cúc Trần 255. Trời ơi, dữ quá à. Vài áo túi mặc giá 150 nha chị Đỗ Hoa ơi. Mẫu này các chị cho em là 240 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 240 cho em. 240 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 240 cho em. Giá cũng 100 ngàn một áo luôn các chị ơi. Xuân Thu 240, Nguyễn Thị Minh 240. Đơn này em sẽ gom cho các chị đơn tối, đơn trưa nay luôn nha. Và tối nay bên shop em không có like nha các chị nhá. Chị Xuân Thu 240 có rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt 240 cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Trời ơi, mẫu này cái mình hàng này là mặc đẹp lắm rồi nè. Mẫu này là mình hàng đẹp lắm luôn đây nè. Đợi đẳng nha. Dạ. Đi đợi nhà. Ê, tối chiều chiều về sớm sớm hay hôm nay không bán hàng nhớ đi nha. Chắc để em gọi ok con cho. Dạ dạ. Chị Kim Chi và áo túi mặc ok chị Lê Hoa 240, Xuân Thu 2 áo là chị Xuân Thu lấy thêm một áo 240 nữa đấy.
210 cho em luôn. Chị Sáu Lê Lê và áo tú mặc ok chị. 201 cho em vé số 100 luôn các chị ơi. Nguyễn Thị nghe nghe 240. 204 201 cho em vé. Nguyễn Thị Minh 201. Trần Phụng 201. Châu Trừ Thị Thắm 201. Chị nào lấy thì các chị chốt 201 cho em. Ai chưa cho em số điện thoại thì nhớ cho em số điện thoại luôn nha. Kim Oanh Vũ 201. Cái chất vải này nè, cái chất vải này nếu lên áo dài rất là đẹp, mà nếu mà may đầm là còn đẹp nữa. Jessica V 201. Vải có độ co giãn nha, chị khăn giãn thôi. Vải co giãn thoải mái cho chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 201 cho em, vé cho em 100.000 một áo các chị ơi. Chế cái này đi nhỉ. Chế cái này. Hà Trần 201, Châu Cao 201. Mình lấy cho chị cái đỏ đi. Cái đỏ đi sao này. Từ nãy giờ bán hoa nhí cái chị nhiều lắm rồi, kiếm mấy cái lọc thể đi cái băng băng như vậy. Dạ em cảm ơn chị Thơ Phạm. Đây các chị ơi, từ nãy giờ chưa kiếm được cái áo đỏ này. Lấy cái áo đỏ này bán cho các chị. Giá cho em là 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 265 cho em. Cái lúc mà chị vui vẻ trong người thì chị cười ghê lắm. À, chốt vải áo em mặc là vải lụa nha chị ơi. 265 ở ngoài của nó là màu đỏ chị. Châu Cao 265. Hoàng Tuyết 265. Cái gì? Thanh Thúy 201. Mercuro 265 3 áo. Nghe bé cười cưng quá à. Cười ghê lắm chị em Nhung ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 265 cho em. Kim Chiêm Đỗ Thị 265. Giá cho em là 100.000 một áo cho các chị ơi. Ôi không có con gái là đời không nể. Đúng rồi, câu này hay này chị. Dương Thị Thanh Thúy 265. Chị nào lấy thì các chị chốt 265 cho em. Thanh Nguyễn 265. Giá cho em có 100 thôi nha các chị ơi. Thanh Nguyễn 201. Nguyễn Thị Minh 265. Cái này đẹp này. Trời ơi, cái này đẹp lắm luôn á. Còn nha chị Lan Nguyên ơi. Còn nha chị. Mấy cái này đẹp cực kỳ luôn các chị ơi. Con trai chị thích con bé nhà Tú lắm hả chị Kim Hori. Này 293 đẹp chưa. Ôi như nhung luôn đấy các chị. Ôi trời ơi bác cười kìa chàng ơi. Chú chỉ cười kìa đấy. Chỉ cười chỉ giỡn đấy các chị. Chỉ giỡn như người lớn luôn đấy. Kiến bò. 293 chị Trâm Nguyễn, Thanh Hà Nguyễn 293, Nguyễn Thị Minh 293, Châu Cao 293, Trừ Thị Thắm 293, Hồng Diễm 293. Ai lấy thì các chị chốt 293 cho em nha, giá cho em 100.000 một áo. Vậy hả chị Kimberly? Giá cho em là 100.000 một áo thôi các chị ơi. Trời ơi như nhung luôn á. Các chị nhận ở ngoài đi. Như nhung thật sự luôn á. Đặng Mai 293. Chị nào lấy thì các chị chốt 293 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Mấy cái lập thể đó không ơi. Nhiều nhà mình nhiều lắm. Hoàng Tuyết 293. Này các chị nhìn thấy không? Sang lắm. Ở ngoài nó như nhung luôn đấy các chị. Rất là sang luôn. Giá cho em đồng giá từ 100.000 áo thôi các chị ơi. 239. Lê Út vải áo Tú Mặc ok chị. Cho em 239 nha. Dương Thị Thanh Thúy 293. Mẫu này mà may đầm đẹp luôn á. Măng cụt tắt ở ngoài kia rồi chị ơi. Châu Cao 239. 239 chị đang cầm trên tay này nhỏ. Giỡn với cô phục. Thiện Nhi 239.
chị cười ghê gớm lắm luôn ấy. Chị giỡn là giỡn, phải nói là băn nhè băn cửa luôn á. Mai Hương 239. Màu này mặt sáng da lắm nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 239 cho em nhé. Chị đang giỡn với bác Lan với mấy cô mà. Người lấy tao che miệng. Thân hàng Nguyễn thêm 2 áo 293. Tô hẳn 293. À, xin lỗi, tô hẳn 239. À, chị Thân hàng Nguyễn là 293. Cho một vải áo Tú đang mặc. Chị Nguyễn Thị Mân ok chị. Xỉu ngang luôn. Nguyễn Mông Bóng 239. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị. Trời trời. Vậy là chiều nay mình nghỉ mình đi chơi được rồi đấy trên kia như Nhung ơi. Chị Trúc Mai 293. Là bao nhiêu một set? 239 là giá 200.000 một set, 100.000 một áo chị ơi. Cơ tầm da xé chuồn chuồn còn không Tú ơi, không nhớ luôn tình yêu ơi. 267, chị nào lấy thì các chị chốt 267 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Cái vải 100.000 này các chị mặc đấy, nói các chị là không có xước đường chỉ. Nhưng mà các chị mua 300.000 là có nguy cơ xước đường chỉ đáng chịu nha. 267 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 267 cho em luôn nha các chị nha. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị ơi. Trời ơi, bác cười thôi luôn. Kinh khủng. Đây nữa, một trong những mẫu best seller nhất của nhà Tú luôn, 275. Chị nào lấy thì các chị chốt 275 cho em. Bây giờ nó bung nhè bung cửa luôn. Gì vậy? Phan Teo 267. Kim Anh Vũ 275. Nguyễn Thị Minh 275. Hồng Hạn 275. Chị nào lấy thì các chị chốt 275 cho em. Lên màu nhạt đi Tú ơi. Ok. Chị nào lấy thì các chị chốt 275 cho em nha. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Giá cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị nha. Từ từ chị ơi, để bạn bỏ cái gì ra thì em lên cái đó cho các chị luôn. Cứ không biết có cái gì luôn đấy chị. Nhung nè, các chị có lấy thì các chị lấy nè. Xém mà lại phe với lại màu cam. Cho em 247 luôn. Lan Nguyễn 275. Ôi ôi chị kìa. Trời ơi chị kìa. Nguyễn Láng. Nguyễn Láng 275. 247 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 247 cho em. Ôi trời ơi. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời ơi. Trời ra đập mẹ cái xong chạy em cười khăn 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 cười cười mưa thôi, cười quá tí mệt đấy. 247 cho em luôn nha, chị nào lấy thì các chị chốt 247 cho em, giá cho em là 100.000 một áo. Chị Thanh Thúy 275. Trời ơi, chị cười kinh khủng khiếp luôn. Em có ba cái beo này đẹp lắm luôn. Em có một cái beo cố và một cái beo hồng, các chị ơi. Trời ơi, em thấy nó xinh thiết là xinh luôn đấy. Thật sự là thiết là xinh luôn đấy các chị ơi.
100 nghìn một áo thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em nha các chị nha. 203 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em. Về máy gì các chị biết không? May đồ bộ thôi đủ đẹp rồi chứ đừng nói máy gì. Sơ mi cũng đủ tiền luôn đó các chị ơi. Chị Lê Thùy Trang 203. Chi Lan 203. Chất vải lụa đấy chị ơi. Hai không ba cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em. Những cái hàng này của em á, ai nhận ở ngoài rồi là sẽ quay lại mua nữa. Tại vì đa số bây giờ nhà em nhiều khách mới á, nhiều chị còn đang chưa có biết tới shop em, các chị mua rồi mai mốt các chị mua nữa. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em. Bích Nguyên 203. Chị nào lấy thì các chị chốt 203 cho em, giá cho em là 100 nghìn một áo thôi các chị ơi. Đây, cho mẫu này. Hết cười rồi hả? Chị kẹo rồi, nó cười. Mẫu này là một trong những mẫu hàng thương hiệu. Dạ thoải mái luôn chị ơi. Nguyễn Thị Thu Thảo 203. Lan Nguyễn 203. 229, chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em. Một áo là may một bộ thoải mái 2m khổ 1m6 lận các chị ơi. 229 cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em. Bèo có màu khác không? Có màu hồng các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em. Chưa biết tới Tú thôi, khi mua rồi thì các chị sẽ tốn tiền. Vũ Anh Kenjo 229. Đúng chính xác, chưa biết em thôi, chứ biết em rồi em chỉ sợ các chị theo ông nội thôi. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 229 cho em nha các chị nha. Đây có beo hồng. Mẹ em về mẹ em còn bảo Tú ơi, mẹ tưởng má tưởng mà ở dưới nhà mình nó đỡ chứ hóa ra ở trên này cũng còn nhiều hơn nữa. Kim San Lâm 229, màu này đẹp quá. 285 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 285 cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo luôn các chị ơi. Cái màu này đẹp quá trời, cái màu ngọt lắm luôn á. Mua để dành cũng được mà các chị, có những lúc mà mình cần á. Những cái hàng này ví dụ chị cần may cái áo sơ mi hay chị cần may cái đầm hay chị mình may cái đồ bộ bộ cũng khó luôn. 285 chị Kim San Lâm ok. Ôi đã ra bao giờ? Mấy giờ mẹ nghỉ? Nguyễn Thủy 285. 6 giờ mấy rồi mẹ nghỉ rồi. Hôm nay mẹ nói là mẹ nghỉ ngơi mà. Đi về đi. Ờ, hoa treo 285. Chị nào lấy thì các chị chốt 285. Xe đi về thôi, bố đi đám cưới phải ăn bò gì đã bằng dạ cửa ai rồi nghe. Đi về kìa bé ơi. Bé ơi đi về này. Đi về kìa con. Em đi kìa. Đi về kìa. Chị nào lấy thì các chị chốt 285 cho em nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Thấy xong rồi mấy người nó dọn dẹp nó để con ăn bò con có đi đá banh cầm chìa khóa ăn nhốt. Ai con mèo. Con mèo. Ờ, hôm nãy là tới chị Hoa Cao rồi đúng không? Lê Hồng Thu 285. Quả áo em mặc giá 150 chị ơi. Vải áo em mặc giá 150 nha chị nha. 300 cho em luôn, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 300 cho em luôn. 300 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 300 cho em. Em đưa cái phiếu của áo ngực á. Em đưa xuống cho qua cho Nhung nó làm luôn đi cho nó in phiếu ra luôn cho em mang xuống cho con. Nó treo cái ai mà muốn mặc vải trơn nè. Thanh Bùi ok chị nè.
và áo tú mặc. Chị Châu kêu 300, ok. Đây các chị, 200 ngàn một áo cho em nha các chị ơi. 238, chắc phải là lục 4D nha các chị nha. Màu này ở ngoài gọi là màu màu củ dền á. Nếu mà chị nào biết vải này thì các chị mua thử một áo các chị mặc thử. Nếu mà chưa mua bao giờ thì ít nhất cũng phải mua một áo để mặc thử. Ok chưa? 238 chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo nha các chị ơi. 86 chị mặc size 34 cho em được rồi. Chị Nguyễn Khuyên ơi, chị lấy thì chị đóng cho em là trơn 34 cộng số điện thoại cho em. Hoặc là ren thì bên em có hai màu là màu trắng với lại màu da. Mà nhưng mà ren thì không có size 34 nha. Cho em là 238, giá là 200 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em. Vậy là chị lấy size 34 nha chị Nguyễn Khuyên nhá. Gì vậy con? Có phải quần không em ơi? Quần nếu mà chị có mua đơn hàng ở bên em ấy, thì chị nói các bạn lấy quần cho mình. Lấy quần gì thì tính tiền vải quần đó nha chị nha. Lan Nguyễn 238, giá 200 ngàn một áo nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em. Có màu măng cụt không Tú ơi? Màu măng cụt là màu cau khô, là màu kia kìa. Chị Trần Vân lấy cho chị một vải áo tú mặc. Ok chị, xét cái chấm bi ấy không? 238 cho em, giá 200 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em. Màu này chị chốt cho em là màu 288 nha, không có lên măng cụt được vì các bạn làm giá nó trùng màu nhiều khi không có biết vải nào đâu. Đây. Mẫu này là một trong những mẫu best seller nhất của nhà em luôn. Mẫu này là lên đẹp nhất và sang nhất luôn. Hàng này bán sơ sơ trong 2 ngày có mấy trăm áo. 200 ngàn một áo cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 288 cho em. Có phải con bé đấy là hôm nào nó làm bên nhán ca không? Sau này nó mập thế? Vậy hả? Đây là chị, màu này nhà em gọi là màu cau khô, có người gọi là màu măng cụt đấy chị ơi. À, lên bông nhí thì Tú ơi hả? Ui là chèn, lên bông nhí thì lại là bên cái khác, lên cái khác thì lại lên bông nhí không? Tốt nhất là chúng ta không bán theo yêu cầu của mọi người. Chị Lan Nguyễn 288. Trần An Vi 288, 200 ngàn một áo các chị ơi. Không biết, từ nãy giờ đâu xem kiểm tra tin nhắn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 288 cho em, giá cho em là 200 ngàn một áo nha các chị nha. 200 ngàn một áo, quần mua riêng, tính riêng giúp em nha các tình yêu ơi. Rồi cho chị màu khác lên luôn đi, sao này cứ mỗi màu 2-3 áo đi, chị nào lấy màu nào thì lấy nhá. Ngăn mình còn nghỉ nữa chứ, mọi người được nghỉ chẳng lẽ mình không được nghỉ. Trời ơi, màu hồng cánh sen nó đẹp. Ôi, màu hồng cánh sen nó đẹp, hoa đào nó đẹp nhất nở lòng người luôn. Không biết đâu có thấy nói gì lắm, đâu có thấy nói gì đâu. 263 cho em luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 263 cho em luôn. Giá cho em là 200 ngàn một áo, chất vải là lụa 4D. Quần khi nhân viên chốt đơn chị nói các bạn lấy quần cho mình nha các chị nha. Vải gì vậy Tú ơi? Trời ơi, các chị ơi, các chị có biết tới vải này không? Theo như em nghĩ thì cũng được là quảng cáo rất là rầm rộ luôn. Và gọi là trở thành trend, là trở thành hot trend, là trở thành dẫn đầu xu hướng rồi các kiểu có đại biểu. Và bây giờ các chị hỏi em câu này, 263 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 263 cho em. Nó kê tụng lên tới tận ông 9.000 ông trời luôn ấy các chị. Màu này của em ở ngoài là màu cố 251, chị nào lấy thì các chị chốt 251 cho em luôn. Giá cho em là 200 ngàn một áo nha các chị ơi. 251 cho em, giá là 200 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 251 cho em. Em không đọc tên vì lý do là đợt trước chị từ chối đơn hàng bên em rồi, cho nên bây giờ không có chốt nữa.
Các chị đừng có căn em nữa, các chị căn em cũng không có chốt cho mình nữa đâu. Tụi nó báo cũng rồi cũng vậy à các chị ơi. Trời ơi, cái màu này nó đẹp kinh hoàng. Trời ơi, màu rêu quá các chị. Cho em là 005 nha, chị nào lấy thì các chị chốt 005 cho em. Ôi màu này đẹp quá à. Ê, cái này mà Tết mà có mà bán nha. Tết năm vừa rồi mà có mà bán nha. 005 cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 005 cho em luôn. Lan Nguyễn 005 ok chị. 200 ngàn một áo nha. Các chị ơi, chất vải là lụa 4D nha các chị. Đẹp lắm à. Cho chị áo ngực trơn màu kem size 36 ok chị Nguyễn Thị Xéo này. Chị nào lấy thì các chị chốt 005 cho em ha. Đây em có màu da này nữa này. Quá trời quá đất luôn. Trần Lệ Thu 005 bộ ok chị. Màu này em cảnh báo với các chế là mặc ở ngoài rất là sang nha. Rất là sang nha. 445 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em luôn. Nguyễn Phương 005. Nhà em ép cái này cho các chị là ép đến 4 3 hoa lận á. Thúy Phạm 445. À xin lỗi Thúy Phạm 455. Chị nào lấy thì các chị chốt 455 cho em nha. Đào giao hả? Các bạn đã nhắm giao cho chị chưa chị ơi? Chứ giờ chị hỏi em có biết mà đường trả lời mình đâu chứ. 455 cho em giá 200 ha. Em không biết chị nào lấy màu gì được thì các chị lấy. Em chả biết các chị thích màu gì đâu. Nhiều màu lắm, em cũng không biết được là màu gì với màu gì hết á các chị. 577 cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 577 cho em. Ở ngoài của nó là màu tím lục bình đó các chị. Nói chung là quay đi quay lại thì nó cũng đâu có màu gì khác ngoài ra đâu. Tại vì trong bảng màu của lộ 4D thì nó có bằng đó màu. Thì làm đúng bằng đó màu luôn rồi. Chứ nó đâu có màu gì ngoài ra khác đâu các chị. Chỉ có hoa văn của nó khác thôi. Nhưng mà bây giờ những cái này á, ở chợ á, thì người ta còn đang kiếm để người ta bán rất là nhiều. Nhưng mà bán trên livestream cho các chị thì hầu như ai cũng đã mặc rồi. Chưa nhắn hả? Chưa nhắn là các bạn chưa làm ấy chị. Để em nói các bạn làm cho chị mai nha. Giờ này các bạn về hết rồi các chị ơi. Màu này của em ở ngoài là màu xanh đen. Giá cho em làm 200 ngàn một áo nha các chị ơi. Công nhận mấy cái mẫu mới này nó đợt này nó làm đẹp thật sự luôn á. 577. Mấy mẫu này sáng mấy chị đây có mua không? 577 có phải này không? Nhung, sáng nay mấy chị đây có mua cái này không? Ừ. 213 là màu xanh đen nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 213 cho em. Trời ơi nó đẹp quá trời, quá đắt. Vài gì cũng mua hết à? Mẫu này cũng là mẫu mới luôn. Ê đẹp ạ. À. Thì đẹp ạ. À. Hào Toan 213. Là màu tím than nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 012 cho em. Tại vì mình không quảng cáo rầm rộ thôi. Tại mình không khoe sổ đỏ. Nếu mình khoe sổ đỏ là mình bán hay được nhiều lắm á. 012 có chưa chị Nguyễn Tuyết? 012 chị Nguyễn Tuyết ok. Chị nào lấy thì các chị chốt 012 cho em nha. Giá cho em là 200 ngàn một áo. Ở ngoài kia còn mình nữa tham ơi. Cho lên luôn đi tham ơi. Ở phía ngoài á. Quá đẹp. 3 số 2 cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 2 cho em luôn. Dễ cho em 200 ngàn một áo. Chị Makuro 3 số 2
ba áo ok chị. Tí nào thiếu thì nhớ lấy sau nhé. Tám sáu bốn cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 864 cho em. Màu này không phải tím cà đâu nha các chị, tím lạ, không phải tím cà nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 864 cho em, giá cho em là 200.000 một áo các chị, 200.000 một áo nha. Màu này ở ngoài là màu tím cọc. F của nhà em á là F ở trong cho các chị, là nó là một mặt nữa luôn. Có nghĩa là F rất là đẹp, mà F này là F kỹ thuật Việt Nam làm thật sự luôn, là nhìn thì vậy chứ các chị mặc về các chị so sánh các chị mới thấy nó khác. 837 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 837 cho em luôn. Giá cho em là 200.000 một áo luôn nha. Tím lục bình là mã nhiêu? 577 nha chị ơi. Chị Đặng Mai ơi, tím lục bình thì chị vui lòng cho em là 577 nha. 837 là màu tím cẩm. Màu này là màu vàng này, chuẩn là vàng cúc luôn nha chị. Cho em là 002. Với lại cái máy quay nhà em á, không có like được cái hàng này đẹp đâu các chị. Nhưng mà thực tế nhìn ở ngoài rất là đẹp. 577 chị Đặng Mai. 002 là màu vàng nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 002 cho em. Xăm cổ vịt đẹp quá trời quá đất luôn. Xuất sắc. Cho nên là cái chỗ mà em làm hợp đồng làm hàng này họ vẫn nói là kệ đi Tú ơi, mình bán ít một tí nhưng mà khách nhận được, mai mốt khách sẽ giới thiệu cho mình mua rất là nhiều. Không cần quảng cáo rầm rộ. 115 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em luôn. Màu này ở ngoài của nó là màu xanh cổ vịt nha các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em, giá cho em là 200.000. Nhiều chỗ nhắn tin làm hợp đồng hàng này lắm luôn, nếu mà nhà em có quá trời. Tường Vi Huân 115 ok chị nè. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em. Em biết mà, mùa này ai cũng bán hàng cũng dẹp doanh số. Quần khi nhân viên chốt đơn chị nói các bạn lấy quần cho một. Màu này của em là màu đỏ. Mignon 1152 áo. Màu này của em ở ngoài là màu đỏ nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 002 cho em. Mấy chục màu, nhiều lắm. Màu đỏ cây lúa. Mà em tự tin với các chị luôn là cây lúa của em ở ngoài hả, nó nét căng luôn á. Kim Loan Dinh 115. Được chưa? Đây một. Cho em là 002 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 002 cho em luôn. Phương Lê 002. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 002 cho em. Đẹp chưa? Nó nổi nha các chị, nó nổi hẳn lên luôn. Và ở mặt ở trong này nó là một lớp luôn, chứ nó không phải chỉ là ép không ở bên ngoài cho các chị đâu. Ở trong là nó nổi thêm một lớp nữa này, các chị nhìn thấy không? Cho em là 426 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 426 cho em luôn. Cụ về là mã 238. 426 cho em, giá 200.000 một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 428 cho em luôn nha các chị nha. Màu này không biết gọi là màu gì luôn. 200.000 một áo nha chị Nguyễn Phan ơi. Ở dưới nhà tụi nó về hết chưa mấy đứa? Chị Lan Nguyễn. Màu này đúng không nhỉ? Cụ dê là mã 238. Nhiều chị nhắn tin riêng cho em bên Zalo lắm.
yêu cầu like cái hàng này thường xuyên hàng ngày luôn, mà em lười em ít like lắm. 238 là giá 200.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em nha các chị nha. Vũ Thúy 238. Chị nào lấy thì các chị chốt 238 cho em. Nếu mà tính ra em nhìn ở trên livestream ấy, đâu có đẹp bằng cái màu ngoài đúng không? Nó không có tươi bằng. Nó đậm xè à. Thủy Đinh 238. Ở ngoài nó tươi, cái màu rất là đẹp, đậm cực kỳ. Không có đậm như kiểu mà bợt bợt như trên livestream đâu. Em có màu trắng nữa nha. Ai lấy thì các chị chốt trắng cho em luôn. Trắng này là trắng ấm tím chứ không phải là trắng kem, mà cũng không phải là trắng đục nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Có màu đỏ, chị Hậu Vũ ơi, màu đỏ em có lên rồi đấy chị. Cho em là 103, chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em luôn. Giá cho em là 200.000 một áo các chị ơi. Quần á, khi nhân viên chốt đơn chị nói các bạn lấy quần cho mình. Quần bên em bán là 130.000 một quần, cùng một thứ vải luôn mà không có ma thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em. Còn các chị muốn mua vải khác á, thì các chị bên em có là lụa rếp này, lụa mango này, lụa thái tuấn này, lụa sapphire này. Đấy, các chị muốn mua lụa nào thì các chị nói các bạn nha. Còn màu nào nữa không Thanh ơi? Còn mấy cái màu lẻ một một đưa đây cho chị luôn đi. Bên này này, bên này này. Bên đầu bên này này. Đưa đây cho chị. Chị Quế Chi Bùi 103 bộ ok chị. Ba có phải màu trắng không? Chị, trời ơi, cái hoa ở ngoài đẹp cực kỳ. Vải áo em mặc còn nữa chị ơi. Này chị, màu trắng của cái hoa này này. Trời ơi, đúng gọi là nức nở lòng người luôn ấy. Chị Lâm Mân ơi, tím lục bình thì chị đắm cho em là 577. Còn màu đỏ thì chị đắm cho em là 022 nha. Đây này chị, màu trắng là hoa này này. Mẫu mới nhất luôn đấy chị ơi. Trời ơi đẹp quá à. Màu trắng này này chị. Là mẫu này nha. Được không? Quá đẹp luôn đúng không? Trời ơi xuất sắc. Thật sự là ngoài rất là mê đúng không? Từ đến cái nếp này. Đó. Là hoa này này. Quá đẹp. Con chị hôm nãy hỏi em màu sáng. Chị Lâm Minh là 577 và 022. Ở đây còn mà cháu. Cho em là 194 luôn. Là màu xám nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 194 cho em luôn. Giá cho em là 200.000 một áo các chị ơi. Ngày không biết bao nhiêu công ty nhắn là chị có làm hàng này không. Màu trắng à? Màu trắng là mã 103. Chị Như Nguyễn 194 à. Màu trắng là mã 103 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em. Lan Nguyễn 103. Màu trắng là mã 103. Trắng này là trắng ấm tím.
Ủa lại còn một gì chưa like nữa không? Hay hết rồi. À, chị Lan Mignon 194. 1942 áo à? Mẫu này còn không Thanh ơi? Con áo một duy nhất là được chị Mignon thôi, em hết rồi. Sẵn rồi đấy. Sẵn chưa? Chưa hả? Ok. Trắng kem không có chị Bé Tư ơi. Em chỉ làm trắng cân thôi, còn trắng kem em chưa thấy tụi nó bỏ ra đây. 194 hết rồi các chị ơi. Lấy cho chị một áo, nhưng mà nếu mà em kiếm được cho chị thêm một áo nữa thì em bỏ vô cho chị nha. À, đưa màu đen ra đây đi nhỏ. Còn màu đen không? Màu đen với màu đỏ đô mày để đưa ra đâu? Vậy là hết rồi. Vậy là nó chưa cắt xuống rồi. Nó mới về cái màu hồng son đẹp quá trời quá đất kìa. Nó gieo ngày hôm qua kìa Thắng. Còn màu đen không? Trời ơi. Quá đẹp vậy mà không bỏ ra bán thì bán cái gì? Khổ ôi. Quá trời quá đất luôn. 463 là màu đen nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 463 cho em. Đưa màu cam, ở trong kia có màu cam cháy kìa. Với lại xanh đen chị chưa thấy bỏ ra đây luôn. À xanh đen có rồi. Kem cháy. Kem cháy trong kia kìa. Lan Nguyễn 463. Thúy Phạm 463. Cho chị 463 mấy áo. Lan Nguyễn 463. Hôm nãy là Lan Nguyễn nha, còn đây là Lan Nguyễn nha. Quá trời quá đất tuyệt. Còn ai lấy 463 thì các chị chốt 463 cho em. Màu rêu là mã 005 chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 463 cho em. Giá cho em là 200.000 một áo. Ở đây có một rêu. Mẫu này cũng là mẫu mới của nhà em luôn. Xin lỗi, bột cam đất. Mẫu mới luôn, chưa bán lần nào luôn. Ôi. Mà bỏ cái áo lên nó phẳng từ trên xuống dưới, không có một nếp nhăn luôn. 874. Phạm Thúy kiểm tra đơn hàng kìa. Cho em 874 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 874 cho em. Lan Nguyệt 874. Chốt 874 cho em, giá cho em là 200.000 một áo các chị ơi. Chị chụp hình sản phẩm đó qua và chị nhắn tin cho Messenger giúp em nhé. Bây giờ là hết giờ làm việc rồi, mấy bạn làm đơn hàng các bạn về hết rồi. 5 giờ chiều là các bạn nghỉ hết rồi. Mai các bạn sẽ kiểm tra lại cho chị. Chị sản 5874. Ủa sao bên này đâu thấy có đâu. Hơi lâu nha.
Hơi lâu nhưng vải đẹp, chịu nhé, chịu nhé chị. Hơi lâu quá. Ôi trời, em thấy nhăn mà. Do đợt này á, là nó vướng vào 2 ngày á, là bên nhân viên chốt đơn nó nghỉ một phát một mấy đứa luôn, cho nên đơn hàng bị chậm chứ. Mấy đợt trước, cứ ngày hôm trước là ngày hôm sau đã nhận được hàng rồi. Rồi nghỉ nha các chị ơi, 6 giờ 10 phút rồi. Tối nay em không có bài nha. Các chị Ngọc Anh 874. Đừng đợi em nha các chị, cứ tự do thoải mái mà tắt điện thoại hoặc là xem live stream giải trí. Còn tối nay xin thông báo với các chị là nhà em không có live stream. Alo. Áo ngực đó hả? Áo ngực hả? Bây giờ các chị có muốn mua áo ngực nữa không? Đưa bật áo ngực đây cho chế nào, cho các chị chốt luôn áo ngực này. Chị Hiền, Trần Thị Thu và áo tú mặc luôn. Cầm cho chị cái bật hàng áo ngực của chị mặc, áo ngực ra đây bán cho các chị luôn. Giờ chỉ cần kiếm thêm cho các chị 50 đơn áo ngực nữa thôi. Lê Nguyên 874. Màu đen hôm nay em có lên rồi đấy chị ơi. Hà Thái 005. Áo ngực trơn. Một trong những mẫu best seller nhất của nhà Tú. Size 34, 36, 38 và 40. Giá là 200 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị đóng trơn. Size 34, 36, 38, 40 cho em. Trơn cho em size 34, 36, 38 và 40 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt trơn cho em. Trơn 34, 36, 38, 40 để mặc áo dài. Đây, một trong những mẫu gọi là best seller nhất của nhà Tú luôn. Chị Lê Nguyên áo ngực trơn size 36, ok. Mà các chị có phải công nhận với em là các chị nhận hàng hèn chị nhận đều là rất đẹp đúng không? Trơn, trơn cho em nha. Trơn em có size 34, 36, 38 và 40, tương đương với lại 75, 75, 80, 85 và 90 nha. Mặc size 36 chị Thanh Bùi ơi. Vải áo em mặc giá 150.000 một vải áo, chị Phạm Hồng Điệp ơi. Chốt đơn, chốt đơn các chị ơi. Chốt đơn các chị mình ơi. Em là ngực 88 này, em mặc size 36. Hôm qua là mà đã mới làm cho các chị một rào áo ngực trên 100 đơn luôn rồi đấy. Mặc áo dài, cái lưng mà đằng sau thấy có in ấn nhỏ luôn. Chưa nhận được hả chị Phạm Thanh Trâm? Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Chị Hà Thái áo ngực size 38, 200 ngàn một áo các chị ơi. Chị ơi cho em xem phòng son 4D kìa Thanh à. Phòng son 4D. Hiền Trần Thị Tu áo ngực size 38, chưa nhận được hả? In phiếu của chị Phạm Thanh Trâm đang coi nó làm đơn chưa nhận? Dạ mấy bạn lấy hàng người có ở dưới á. Còn không? Có. Đặng Mai ok chị nè. 90 chị mặc size 30, nếu mà chị mặc thoải mái chị mặc size 38, nhưng mà thôi chị mặc size 36 cho em là được rồi, tại vì form này lớn lắm. Liên Viên 2 36 ok chị nè. Cái này cũng phải nhận hàng. Vậy bây giờ chỉ cần giờ cô chỉ cần cô tóm lại cô may khoảng chừng 10 người như vậy thôi, không cần phải may nhiều tại vì mình cắt một số đo nó đỡ mệt. Mà mình làm nó cũng đỡ mệt. Mình dơ lên coi là không rồi mình may cái gì cái gì. Jessica V 36, có 34 chị Kim Dương ơi. Thần Thái 36 trơn, Phạm Thanh Trâm 36 ok chị. Em có 36, 34, 36, 38 và 40 nhá. Người mẫu này ngực bao nhiêu, eo bao nhiêu vậy? Ngực 88, eo 68, mông 95. Có mút nha chị ơi, mi hè áo ngực size 36 có chưa? Dạ rồi, đi thẳng, với lại lên đinh, có lên đinh. Áo này của em á, là em bán cho các chị á, là 1.000 chị, chứ không phải 100 chị đâu, 1.000 chị. Nhận 1.000 áo. Không có bán 1.000, bán gần 2.000 rồi chứ không có bán 1.000.
mua thêm để dành, tại vì bây giờ nó còn đủ size. Phượng Lê ok chị. Có áo ngực không độn không Tú ơi? Áo ngực không độn giờ này chưa có soạn được chế ơi. Đây, chị gì hỏi em hồng son này, lấy thì chốt cho em là hồng son nha. Giá là 200 ngàn một áo. Rồi các chị chốt áo ngực cho em đi. Em lỡ cất công rồi em bán áo ngực cho các chị luôn nào. Cho Nhung nó làm luôn để cho nó đi đơn luôn này các chị ơi. Chị Lê Nguyễn ơi, chị mặc size 34 được rồi chị. Chờ em có là 34 này, 36 này, 38 này và 40 nha các chị nha. Giá là 200 ngàn một áo. Chị Thanh Mùi, chị Thanh Mùi một áo 36 ok chị nè. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Mặc là chuyên mặc áo dài luôn này. Cái lưng ở đằng sau có thấy tí ngắn nào không? Không có thấy một tẹo nào luôn đi. Nhưng mà cái bụng vẫn thấy có ngắn thế không? Đâu phải là vì là lưng không? Ngưng lưng là chắc chắn là phải có ngắn. Chị Lê Nguyễn đổ sang size 34 ok chị nè. Áo ngực nút mỏng á, áo ngực nút mỏng em chưa có like được chị ơi, cho nên em chưa có bán. Chơi 34 cho chị Huyền Đàm, chị Thanh ok này. Em có 34, 36, 38 và 40 nha. Giá là 200 ngàn một áo các chị ơi. Mày đừng có bỏ mình nữa, phải lấy ra đưa Nhung nèm luôn cho nhanh nè. Chị Quỳnh Bùi Thị Thu một áo hồng son ok này. Đừng có bỏ vô cho mắt của cái bịch đi nhỏ ơi. Trời ơi 4D đẹp quá trời. Quá trời quá đất. Vậy mà đi nhà thờ Phương Lâm kiếm được một người mặc áo 4D hơi bị khó. Nhưng tôi chưa biết vải này vải gì luôn ý. Ôi ôi. Chị Hạnh Dung hè một áo hồng son ok chị nè. Chưa biết vải gì luôn, kiếm một người khó lắm. Có một cô đấy là cô bán chuối ấy, là cố mua của em từ trăm Tết 250 ngàn đó, là ngày nào thấy cô đi lên tuần nào đi lễ cố mặc. Mấy cái dạng này mà mặc đồng phục cũng đẹp. Màu này đẹp, màu này lên hình đẹp. Màu này năm nay như những năm trước ở Phương Lâm mình còn mặc màu tối tối chứ giờ toàn mặc màu sáng thôi. Ừ, giờ cho cái màu sáng màu sáng. Em có tím than, tím cà, tím lạ, tím lục bình, tím Huế, à tím than, không có tím Huế, à, tím cẩm, tím ruốc, nhiều tím lắm chị ơi. Kim Dương hai áo ngực size 34 ok, chị nào lấy thì các chị chốt áo ngực cho em nha. Nghe sợ nhỉ? Ừ, nghe sợ luôn. Hồi trước mình ở đây mà mua một đơn hàng 3 triệu mấy lựa nửa ngày. Lựa nửa ngày chưa xong. Chị Thu Hiền một áo hồng son ok chị này. Giá cho em là 200 ngàn một áo nha các chị ơi. Rồi khoan lại tiếp tục này. À mà hết rồi, đâu còn đủ dao đâu trời. Còn mai lấy áo ngực nữa em nghỉ nha. Áo ngực là bên em á, nhân viên chỉ có làm dựa trên cái comment của các chị và đi đơn cho các chị thôi. Phí thu là 30 ngàn tổng một đơn riêng áo ngực. Áo ngực không có dồn vào trong vải được, về áo ngực phải bỏ vô trong thùng. Áo ngực bỏ vô trong vải bên vận chuyển nó đè bẹp luôn, rồi đến các chị nó bị móp với bị gì rồi các chị không nhận hàng bên em thì không được. Cho nên là không có bỏ vô trong vải được nha. Vải áo dài có màu xanh than không à? Em không biết màu xanh than là màu gì đâu chị Lệ Đúng không? Màu xanh than mọi người gọi là màu gì chị? Mỗi một nơi, mỗi một vùng miền gọi một cái màu nó khác nhau. Em chị cũng chả biết bọn màu xanh than là màu gì luôn chị ơi. Chị Mai Hồng Tê Vũ Gia Trơn xe 36 ok. Tím lục bình cho chị xem. Tím lục bình nãy là mã nhiêu? Coi thử tím lục bình mã nhiêu vậy nhỏ ơi. Chị lấy thì chị đánh 577 cho em nha. Một tím lục bình có xanh ngọc. Mà bây giờ bỏ qua bên kia mất tiêu rồi. Chị
Đi phèm hồng điệp cho chị một áo tím lục bình ơi. Ủa, Nhung đâu rồi? Nói Nhung tóc này cho chị đó. Chị thay quần áo thấy cái gì ở đây? Ủa, nó đâu rồi? Gọi nó tắt máy đi. Cho chị thêm một áo trắng nữa. Ok, chị Thanh Bùi nè. Cho chị thêm một áo trắng nữa là trắng của bốn đây nè. Công nhận là đẹp thật sự. Gọi là đẹp mê mật lòng người. Đẹp gì ạ? Ở ngoài đẹp quá. Bộ kem đâu, trắng này là trắng tím ấy. Kem đâu, trắng. Ê, Thanh Bùi. Không phải, không phải, đừng mở vô. Chị lấy cái gì vậy màu trắng mà chị Thanh Bùi ơi. Khoan khoan, từ từ, từ từ. Chị lấy cái gì màu trắng vậy? Hay là chị lấy thêm áo ngực màu trắng à? Áo ngực màu trắng em chỉ có size 36, 38 và 40. Chị lấy thì chị đánh trend cho em nha, phải không? À đúng rồi. Vậy là bộ áo ngực. Áo ngực màu trắng cho em size bao nhiêu? Size bao nhiêu báo lại cho em chị ơi. Trắng chị đánh cho em size bao nhiêu? Có 36, 38 và 40 nha chị. 34 không có size, không có trắng chị ơi. Hàng ren không có size 34. Ren chỉ có là 36, 38 và 40 thôi, không có 34. Vải trắng 4D nha chị Lệ Nguyễn. Này không có size 34 đâu nha chị, cho nên các bạn không làm cho mình là đúng rồi đấy. Chỉ có 36, 38 và 40 thôi, có hai màu, màu trắng với màu da. Vải áo em mặc là giá 150 ngàn một áo. Mút dày lắm hả Tú ơi, dạ mút dày 3 phân, đúc nguyên khối luôn này chị. Đây cho các chị nhìn màu da cho nó rõ nhất. Mày về đi, đưa máy đây cho chế. Chế với chế Nhung về cùng mà. Về đâu Nhung? Hả? Về không? Đưa máy đây. Để máy đấy đi, chế có ở đây. Đây đây đây, xin lỗi. Đây này, đúc nguyên khối luôn này chị. Chỉ có 34, 36, 38 và 40 thôi, không có size 34 nha. Ngực bằng em à, ngực bằng em mặc áo này em mặc có size 36 à chị ơi. Chị Đinh Liễu hai áo trơn kẹp thêm size cho em đi chị Đinh Liễu ơi. Các chị lấy thì các chị đánh cho em là ren cộng màu cộng size cộng số điện thoại cho em. Chị Đinh Liễu ok nè. Ren thì các chị cho em là màu cộng size cộng số điện thoại cho em nha. Chị Thanh Bùi ok nè. Rồi, em còn trắng tinh thôi chị ơi, được không? Chị Thơ Nguyễn Ngọc hai áo ngực size 36 và hai áo ren size 38 ok. Dạ dạ rồi. Các chị có nhìn thấy cái áo này nó đẹp không? Nó quá đẹp luôn chứ phải để đẹp vừa đâu nha. Chị Hồ Tuyền ơi, em chốt đơn cho chị thì chị vui lòng chuyển khoản trước được không? À, dạ chị Thanh Bùi em lấy rồi. Chị Lệ Quyên màu trắng size 38 ok chị này. Chị Nguyễn Trinh 36 hai áo màu trắng ok này.
Quần bên em có là lụa rếp này, siêu diamond này, lụa mango này. Chị lấy lụa nào thì khi nhân viên chốt đơn thì nói các bạn lấy cho mình. Chị Tuyết Nguyễn một áo ngực ren size 36 kem ok. Ai lấy thì chốt cho em ngay và liền nha. Bao nhiêu đơn này Trang Nhung làm luôn đi cho cần. Bán 50 cái thôi là được rồi, đâu cần bán nhiều đâu các chị. Chị Thu Hà hai quần mặc áo dài không lấy quần đen ok này. Còn ai lấy nữa không? Không ai lấy em nghỉ nha. Áo màu mặc mấy tiền chị ơi? Vải áo em mặc giá 150.000 một vải áo nha. Áo ngực giá 200.000 một áo chị Phương Nguyễn ơi. Áo ngực là giá 200.000 một áo. Tính ra mà quần đầu tiên là 2 trăm năm, trăm năm. Bén mình mà. Cái máy tắt ở đâu vậy? Từ dưới lóng rồi không quen bố nó đi rồi, chẳng có biết tắt ở đâu. Chị Lê Quyên là vải áo tú mặc trời. Vải áo tú mặc ok chị này. Được không? Hai cái. À, vải áo em mặc còn mình muốn mua áo ngực á hả? Ôi trời ơi, sao em chị? Mua thì mua đã giúp em đi trời ơi, cái chị ơi. Quần này là hay là hả? Chị Vui Nguyễn đổi áo ngực nhắn tin chưa thấy trả lời, kiểm tra đơn ngày mai kiểm tra cho chị ơi. Đây các chị muốn lấy thì các chị đóng cho em đi này, nhanh lên đi các chị ơi. 200.000 một áo. Em có size 36, 38 và 40. Em có hai màu là màu trắng và màu da nha các chị nha. Mặc áo dài rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng Việt Nam nhưng mà chuẩn xuất khẩu các chị ơi, chứ không phải là hàng Thái, hàng Mã Lai, hàng Singapore gì không phải nhá. Em có hai màu là màu trắng và màu da, giá là 200.000 một áo, size 36, 38 và 40. Chị nào lấy thì các chị đánh màu cộng size cộng số điện thoại cho em. Chị Minh Thư 38 trắng ok. 36, 38 và 40 tương đương với lại là 80, 85 và 90 nha. Hàng này là hàng Việt Nam chuẩn xuất khẩu. Ngực 90, áo này chỉ lấy size 36 được rồi. Tại vì form này là form lớn, mặc rất là ôm, đẹp cực kỳ. Em mặc ngực của em là ngực của em kẻ mặc vào luôn, tổng thể luôn, cả áo ngực luôn á, là 90. Nhưng mà là mặc vào thì ít nhất nó độ ra đến 3 phân lận các chị. Thì có phải nó là ngực của em là 88 không? Tú đang cầm cái bên ngoài là size bao nhiêu? Là size 40 đấy chị. Nhưng mà nhà em có size 36, 38 và 40 nha tình yêu ơi. Chứ không phải là nhà em có một size duy nhất áo ngực mà một size sao mặc. Mỗi người mỗi size khác nhau, chỉ có phải là bán theo một quy định là 2m, muốn may cái gì thì may nó khác nhau nha. 90 là tương đương với lại là B40, là size 40 là tương đương với B90 đấy chị. Alo alo, em nghe chị Phương ơi. Giày 3 phân nha chị Nguyễn Minh Phương ơi. Minh Thư là hai áo trắng ok chị này. Đây em đang cầm này, các chị nhìn cận cảnh và kỹ cho em. Áo này em không có bán ít đâu, em bán nhiều lắm lắm luôn rồi. Ôi ôi,
là có nghĩa là không thích Tú quá cho nên là không muốn Tú nghỉ like ấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là áo ngực này các chị chốt cho em một lần để Nhung nó làm luôn một lần luôn. Và đặc biệt áo ngực bên em á, em vẫn nói nha. Ví dụ các chị mở ra, các chị mặc thử, các chị đừng có giật mát này nè. Và các chị nhớ là áo trắng của em nó rất là sạch. Thì các chị, nhiều chị là ví dụ mình vừa đi làm về hoặc gì về gì đó có mồ hôi á, mình mặc thử và nó sẽ có mùi, thì các chị vui lòng tắm rửa đi rồi các chị mặc thử cho em. Nếu mà nó rộng, bên em sẽ hỗ trợ cho các chị đổi lại size nhỏ hơn, hoặc nếu mà nó quá chật thì là bên em sẽ hỗ trợ đổi lại cho các chị nó rộng hơn. Nhưng mà em thấy đa số là hầu như không bao giờ chật hết. Và các chị nhớ để y nguyên còn y vẹn cho em. Và các chị nhớ là bỏ vô trong thùng lại. Và các chị hỗ trợ cho bên em 30.000 để bên em để hàng hoàn, hàng được đi về dưới này này, để em hỗ trợ lại đổi lại hàng cho mình nha. Còn nhiều chị và em vẫn nói là riêng áo ngực này này, chị nào mà bom hàng em là lần sau là không bao giờ bán vải nữa luôn, trả tiền trước cũng không bán luôn. 200.000 một áo các chị ơi. Bác đi đẻ rồi lấy cho chị sau đi chế đó. Chị bỏ chân quá rồi. Chợ vào đấy luôn đấy. Chở một xe đấy không hết. Đúng rồi. Em gieo cho, em gieo cho con bé đấy về trên đấy luôn này, gieo cho luôn này chị. Ừ. Sát bên nhà nó luôn. Con mẹ bệnh. Ừ. Đây.